cuộc hành quân thần tốc xuyên Đông Dương, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với 4 cái nhất, chặng đường dài nhất, qua nhiều địa hình phức tạp nhất, thời gian ngắn nhất, vận chuyển lực lượng phương tiện lớn nhất. Đó là cuộc hành quân thần tốc, mở đầu trang sử truyền thống vẻ vang, thần tốc quyết thắng của quân đoàn 1, quân đoàn chủ lực cơ động dự bị chiến lược đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện di nguyện của Bác Hồ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Năm 1973, trên đà thắng trận, đặc biệt là trận chiến với pháo đài bay B-52 trên bầu trời Hà Nội, đã buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và rút quân về nước. Tuy nhiên, phía ngụy quyền Sài Gòn được sự tiếp tay của Mỹ vẫn ngang nhiên vi phạm hiệp định, giáo diết thực hiện kế hoạch tràn ngập lãnh thổ. Trước tình thế đó, Bộ Chính trị nhận định cần phải có những cú đấm thép để đè bẹp sức kháng cự của chúng. Theo đó, ngày 24 tháng 10 năm 1973, Quân đoàn 1, Binh đoàn Quyết thắng được thành lập. Vào năm 1973, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã đạt những cái thắng lợi rất lớn, đòi hỏi có những trận chiến đấu tiêu diệt chiến quy mô lớn. Trước cái tình hình đó, Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Quân đoàn 1 mang danh hiệu là Binh đoàn Quyết thắng. Đội hình chiến đấu của quân đoàn được hợp thành từ những đơn vị chủ lực đầu tiên như Sư đoàn Bộ binh 308, Sư đoàn Bộ binh 312, Sư đoàn Bộ binh 320B, Sư đoàn Phòng không 367, Lữ đoàn Pháo binh 45, Lữ đoàn Xe tăng 202, Lữ đoàn Công binh 299 và Trung đoàn Thông tin 140. Đó đều là những đơn vị chủ lực đầu tiên của quân đội ta, những đơn vị anh hùng đã từng lập nhiều chiến công vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nay hội tụ dưới lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đoàn 1. Ngay sau khi thành lập, trong điều kiện vừa ổn định tổ chức biên chế, vừa huấn luyện và xây dựng, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, quân đoàn 1 đã khẩn trương xây dựng quân đoàn thành một binh đoàn chủ lực cơ động chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam. Có khả năng chiến đấu cao, cơ động lớn, đột kích mạnh, có khả năng tác chiến tập trung hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đoàn 1 đã chủ động nắm tình hình, sẵn sàng nhận lệnh hành quân, bổ sung lực lượng cho chiến trường miền Nam. Thời gian làm công tác chuẩn bị cho hành quân chỉ vẻn vẹn 4 ngày. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ cùng hàng nghìn xe vận tải chở quân, xe tăng thiết giáp, xe kéo pháo, xe chở đạn dược, xăng dầu nhằm phương Nam Sài Gòn thẳng tiến, mang theo tinh thần hừng hực chiến đấu, nóng lòng nhận nhiệm vụ vào tuyến lửa lập công. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, đánh phủ từng giờ từng phút, sốc tới, mặt trận giải phóng miền Nam bao nhiêu, đó là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một lời hịch đã thôi thúc từng cán bộ chiến sĩ quân đoàn 1 nhân đôi sức mạnh, quyết tâm đi xa, tiến sâu, đánh thắng trận đầu, thắng lợi giòn giã liên tục đến thắng lợi hoàn toàn. Là một trong những người trực tiếp tham gia chỉ huy cuộc hành quân thần tốc ấy, Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu vẫn còn nhớ như in những năm tháng đầy gian nan khói lửa ấy. Khi đó, ông là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B. Cái khó nhất trong cuộc hành quân này là với tư tưởng chỉ đạo thần tốc và quyết thắng. Nên là vừa đi vừa tổ chức lực lượng, vừa đi vừa chuẩn bị để hoàn thiện cái biên chế tổ chức cho nó phù hợp với cách đánh. Trên trục đường đi thì lúc đó vào đó địch nó còn đánh. Công binh phải khắc phục những cái cầu đường. Đặc biệt
là chúng tôi không biết được, mà chủ yếu là nhìn trên bản đồ, hai là mệnh lệnh của cấp trên là truyền theo cái 15 watt. Khi đến Đái Thiêu thì bắc Đái Thiêu ở Búng đêm hôm 29 thì chúng tôi hoàn toàn phải dựa vào cái cơ sở. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Bởi trong tim mỗi cán bộ chiến sĩ quân đoàn 1 là tình yêu tổ quốc, là trách nhiệm với quê hương. Chỉ trong 12 ngày đêm, những người lính quân đoàn 1 đã vượt chặng đường dài hơn 1.700 km, xẻ núi, băng rừng, xuyên đêm thần tốc tới vị trí tập kết tại Đồng Xoài, tỉnh Phước Long, vượt thời gian quy định. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, đã tổ chức đột phá thọc sâu vào Sài Gòn, tiêu diệt sư đoàn 5 ngụy, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Dương. Táo bạo, thọc sâu đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan đầu não của ngụy quân Sài Gòn và các mục tiêu được đảm nhiệm. Những trận đánh gắn liền với những chiến công của các tập thể cá nhân đã đi vào lịch sử của quân đoàn 1 như một bản anh hùng ca chói lọi, ngời sáng phẩm chất cách mạng và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, góp phần cùng với các cánh quân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Tinh thần giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, nó ăn vào máu thịt của từng cán bộ chiến sĩ rồi. Và nhất là cái truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, đó là quyết chiến và quyết thắng. Nên trong cái cuộc hành quân này rất mệt nhọc, rất khó khăn, liên tục, và phải nói là ăn gạo khô, ăn lương khô, rồi uống nước lã, nhưng với tinh thần quyết chiến quyết thắng nên anh em không quản ngại, vượt qua tất cả và hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ. Ngay sau ngày đất nước được giải phóng, trước yêu cầu khẩn trương của sự nghiệp cách mạng, quân đoàn 1 lại một lần nữa thực hiện cuộc hành quân thần tốc từ miền Nam trở về miền Bắc, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động dự bị chiến lược của bộ. Những năm 1975 đến năm 1985, đất nước có nhiều biến động. Biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc chưa yên tiếng súng. Những người lính quân đoàn 1 lại một lần nữa có mặt nơi tuyến đầu khói lửa, quyết tâm đánh giặc lập công. Biết bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đoàn 1 đã đổ xuống để viết nên những trang sử hào hùng và rực lửa. Hình ảnh các anh hùng liệt sĩ của quân đoàn kiên cường, dũng cảm chiến đấu, không sợ hy sinh gian khổ vì độc lập tự do của Tổ quốc, luôn là những tấm gương ngời sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh, về tình đồng chí, đồng đội, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của binh đoàn quyết thắng anh hùng. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, ngày 29 tháng 8 năm 1985, quân đoàn 1 được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quân đoàn 1 có 65 tập thể, 57 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều đơn vị trong quân đoàn được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập. Nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương quân công, huân chương chiến công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Truyền thống vẻ vang đó đang được thế hệ trẻ hôm nay gìn giữ và tiếp tục xây dựng bồi đắp để quân đoàn 1 mãi mãi xứng danh truyền thống thần tốc quyết thắng của binh đoàn quyết thắng anh hùng.